Hello mọi người đã quay trở lại cái video ngày hôm nay của kênh Góc Xây Dựng. Thì hôm nay ở cái video này thì em Hoàng lại tiếp tục hướng dẫn mọi người đọc bản thiết kế. Thì ở những cái video lần trước em có đăng lên về cái cách đọc bản vẽ thiết kế về cái sắt dầm, thì mọi người cũng có bảo em là bây giờ anh làm luôn cái video về cái tính khối lượng bê tông và cốt thép của cái sắt dầm cho nó dễ hiểu hơn đi, và có thể là áp dụng luôn ngoài đời thực để cho mọi người xem, so sánh luôn cả hai mặt giữa lý thuyết và thực hành để mọi người có thể là dễ hình dung hơn. Thì hôm nay ở cái video này thì em Hoàng sẽ đi chia sẻ với mọi người về cái cách tính bê tông và cách xem bản vẽ sắt dựa trên khối lượng bê tông nhé và khuôn ván nhé. Thì mọi người chú ý lắng nghe và xem hết video để có thể là hiểu được. Mình sẽ đi hướng dẫn chi tiết cụ thể và mình chúc mọi người xem hết video này là có thể là hiểu được, thành công trong các công việc đấy, và có thật nhiều sức khỏe để có nhiều động lực để anh em có thể là đi làm để kiếm thêm thu nhập nhé. Và nhớ đừng quên xem video thấy hay và bổ ích thì like và chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Góc Xây Dựng nhé. Thì bây giờ đi vào video thì em sẽ cho họ nói sơ qua về cái video ngày hôm nay, là em sẽ đi cho mọi người xem về cái kết cấu sắt thép và khuôn ván dầm ở đây và cách bố trí sắt thép như thế nào, tiết diện dầm như thế nào và cái hình ảnh khi chúng ta đổ hoàn thiện cái dầm như thế này nó như thế nào đấy, và cái khối lượng bê tông mà chúng ta đổ ở đây chúng ta sẽ tính như sao để chúng ta tính được cái khối lượng dầm như thế này đấy, để chúng ta có thể là từ một cái đoạn dầm như thế này chúng ta có thể áp dụng là toàn bộ những cái dầm chung quanh nhà của chúng ta đấy. Thì mọi người chú ý lắng nghe nhé. Thì đầu tiên mọi người có thể thấy đây là một cái đoạn dầm có cái diện tích dài của nó là 3 mét. Đấy, dài 3 mét. Đấy, và có cái bề rộng của nó là 22 cm. Đấy, và chiều cao của nó là 500. Thì người ta hay gọi đây là dầm 500. Đa phần là dầm 500. Thì cái đáy của nó đa phần là tuyệt là 22 cm rồi. Thường thường người ta hay gọi tắt là dầm 500. Đấy, 520 đấy. Đấy. Thì mọi người có thể hình dung đây cái dầm này thì nó có được đi với 5 que sắt, thì 2 que sắt ở trên là 2 que sắt chúng ta đi thông từ mặt dầm bên này cho đến mặt dầm bên này nhá. Đấy, và 3 cây sắt ở bên dưới. Đấy. Đây là do cái mô hình của nó như vậy, nhưng mà còn 2 cây ở trên này là phải bẻ mỏ như mọi người nhá. Đấy, do cái mô hình ở đây thì đã bị cắt bớt rồi thì để cho mọi người dễ hình dung thôi. Đấy, em chỉ nó có cái mô hình sơ qua như vậy thì mọi người cũng có thể tham khảo qua. Đấy, còn nhiều bác soi ký bảo là sao không có bẻ mỏ, thì đây là mình đã hướng dẫn thôi. Còn thực tế 2 cây trên này là phải bẻ mỏ nhá. Còn 3 cây dưới này là chúng ta không cần phải bỏ. Đấy là lý thuyết của nó là như vậy. Đấy, và cái sơ qua là hướng dẫn mọi người là cái dầm này là dầm 500 như vậy. Đấy, và cái khuôn ván dầm mà chúng ta đóng cái khuôn ván dầm này để hình thành thành cái dầm 500 này nó là như thế. Đấy, còn tiếp theo là về cái cách bố trí sắt nhá. Cách bố trí sắt ở đây thì cũng giống như thế này. Mọi người cũng biết rồi đấy. Thì 2 cây ở trên nó là 2 cây sắt rồi. Ví dụ sử dụng phi 16 thì 2 cây trên này là 2 cây phi 16. Đấy, và 3 cây bên dưới này chúng ta còn điều kiện thì chúng ta sử dụng 3 cây phi 16 tiếp. Thì tất cả là 5 cây phi 16. Nhưng nhiều nhà ấy thì họ chỉ dùng 4 cây phi 16 thôi. Đấy, còn 1 cây dưới này là cây phi 14. Đấy, thì vẫn là ok nhá, không làm sao cả. Đấy, nghĩa là họ tiết kiệm chi phí đi thôi. Đấy, để chúng ta có thể là tiết kiệm được chi phí cho gia chủ thôi, chứ còn thực ra thì cái độ chịu lực của nó, nếu mà chúng ta đi 5 cây này thì cây ở giữa này 16 hay 14 thì nó cũng chẳng khác nhau là mấy đâu mọi người nhá. Nếu mà nhà mà cao hơn hoặc là to hơn thì chúng ta phải sử dụng 6 cây rồi chứ không sử dụng 5 cây nữa. Đây là về sắt thép em nói sơ qua cho mọi người là như vậy. Đấy. Còn tiếp theo để anh em tính được cái khối lượng bê tông của cái dầm này thì anh em phải tính như thế nào? Đấy, thì nhiều anh em chỉ biết là tính khối lượng sơ qua mà chưa biết về cái công thức tính chi tiết cụ thể của nó, thì hôm nay em sẽ chỉ cho mọi người nhé. Thì em sẽ áp dụng cái công thức tính bê tông như sau. Theo cái lý thuyết của nó là bằng V bằng D nhân với R nhân C. Thì em sẽ đi giải thích từng cái nhé. V ở đây là nó tính về cái thể tích của tất cả cái khối lượng bê tông ở đây, thể tích khối lượng bê tông của cái khoảng dầm này tất toàn bộ luôn. Đấy, còn cái D ở đây nó chính là cái chiều dài. Đấy, chiều dài của cái dầm này. Đấy, ví dụ như cái dầm này đang chiều dài là 3 mét. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy của nó là 3 mét, D bằng 3 mét. Đấy, còn cái R ở đây
nó chính là cái bề bề rộng của cái dầm này. Cái rộng của nó là 22 cm, thì chúng ta sẽ lại nhân với 2,2 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi nhân với 0,5. 0,5 ở đây nó chính là C. C chính là chiều cao. Chiều cao của nó đây là 50 cm, thì chúng ta sẽ nhân với 50 cm, thì nó sẽ tính ra được cái số khối bê tông của chúng ta là hết bao nhiêu khối nha mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ lấy chiều dài này nhân với chiều rộng này nhân với chiều cao này. Đấy, chiều dài nhân rộng trong chiều cao. Đấy, chiều dài nhân rộng với chiều cao. Thì chúng ta sẽ tính được cái khối lượng bê tông của nó nha mọi người nha. Đấy, thì chúng ta mới tính được cái khối lượng của nó, tính được cái khối lượng của cái dây dầm này. Đấy. Và dựa trên cái số mét dài này thì chúng ta cũng tính được luôn cái khối lượng ván này. Đấy, cái ván khuôn ấy. Đấy, chúng ta hết bao nhiêu khối ván cho một cái mét dầm này, cho một cái số đo mét dầm này. Thì chúng ta cũng lấy tương tự, chúng ta sẽ lấy 3 mét, 3 mét nha, 3 mét này. Đấy, chúng ta nhân với cái chiều cao của nó là 5 mét và nhân với chiều rộng của nó là 2 mét. Đấy. Nhưng mà chúng ta lại phải nhân thêm với 0,5 nữa. Đấy. Nhân cả lại cộng thêm với 0,5 nữa. Đấy. Vì sao chúng ta chọn này, chúng ta sẽ lấy 3 mét này, lấy diện tích chiều dài này. Đấy. Chiều dài nhân với cái diện tích này thì nó khác với chúng ta tính thể tích mọi người nhé. Tính thể tích là chúng ta nhân đều, nhân dài, nhân rộng với nhân chiều cao. Nhưng với cái diện tích này thì chúng ta phải cộng chiều cao và chiều rộng để chúng ta nhân với chiều diện tích này mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ phải lấy hai lần của cái chiều cao này. Đấy. Cộng với cái chiều rộng này, chúng ta lấy hai lần của cái 500 này mọi người nhé. Đây là hai lần này của cái 500 này. Đấy. Vì sao nó là hai lần của cái 500 này? Vì nó có hai cái thành 500 này, mọi người có hình dung không? Đấy, hai bên này của nó là hai cái mặt ván này của nó là 500, còn cái đáy này của nó là 22, thì chúng ta phải cộng ba cái này vào, mà hình dung được không? Còn trên này chúng ta đổ bê tông rồi, đây này, trên này chúng ta đổ bê tông này thì nó sẽ không cần ván nữa, nhưng mà hai bên mới là cái đáy của chúng ta phải cần ván. Đấy, thì chúng ta muốn tính được cái diện tích của cái ván này thì chúng ta mua xem là chúng ta ghép cái dầm này hết bao nhiêu khối ván, hết bao nhiêu mét vuông ván. Đấy, để chúng ta tính được, thì chúng ta muốn tính được mét vuông ván của diện tích mét vuông ván này thì chúng ta sẽ phải lấy cái chiều dài 3 mét này nhân với cái hai lần của cái 5 mét này và cái đáy là 22 cm này. Đấy, thì nó sẽ ra được số mét vuông. Đấy, mọi người hình dung được chưa? Đấy là về cái mét vuông của cái ván là mình tính như vậy. Đấy, là mình hôm nay là mình hướng dẫn cho mọi người là về cái kết cấu sắt này, khối lượng bê tông này và khối ván ghép của nó này. Đấy. Còn cái về cái thép thì mọi người có thể là thống kê cái thanh thép và chiều dài của đường kính thép, nó dựa trên cái chiều dài này hết. Ví dụ như chúng ta đi 1, 2, 3, 4, 5, 5 cây, thì chúng ta sẽ lấy 5 cây này nhân với 3 mét thì nó sẽ ra là số mét của những cái thanh này mọi người nhé. Ví dụ chúng ta cộng mỗi cái thanh này là 1 mét thì 5 thanh này là 5 mét rồi. Đấy, ví dụ như thế nhá, mình đang ví dụ nhá. Mình đang ví dụ 5 thanh này 5 mét. Đấy, thì chúng ta mới hết hơn mới hết chưa được một nửa cây sắt. Đấy, thì một cái cây sắt của nó thì thường thường một cây sắt của nó là 11,70 m rồi. Đấy, thì chúng ta 5 mét thì nó chưa hết một nửa của một cây này. Đấy, thì chúng ta có thể dễ tính. Ví dụ như ở đây cái cây sắt này nó là 2 mét cơ. Đấy, 5 cây này thì nó là 10 mét, thì chúng ta mất gần một cây. Thì chúng ta mất gần một cây rồi. Đấy, ví dụ những cái số lượng của cái này nó không phải là 2 mét nữa mà nó là 10 mét. Đấy, 5 mét thì là 50 mét rồi. 50 mét này thì chúng ta sẽ tính 50 mét chúng ta nhân với 11,70 m thì chúng ta sẽ ra được bao nhiêu số cây để chúng ta tính được số cây sắt của chúng ta. Đấy, để cho diện tích dầm. Ví dụ như cái dầm bao quanh nhà chúng ta cộng hết vào. Đấy, ví dụ như là 100 mét dầm. Đấy, mà chúng ta đi 5 cây thì chúng ta lấy 100 nhân với 5. Đấy, sau đó chúng ta lại đi chia cho 11,70 m là nó ra cái số cây của chúng ta. Đấy nha mọi người nhé. Đấy là cái mình chia sẻ mọi người kinh nghiệm để tính cây sắt cho các mét dầm. Đấy. Còn nếu mà nhiều bạn có hỏi mình là thế anh ơi, những cái vị trí mà nối thì mình tính sắt như thế nào? Thì trước khi lấy sắt đấy thì mình đã bảo mọi người rồi. Đấy. Chứ 10 mét sắt là mọi người cộng thêm một cây sắt.
chứ 10 mét sắt là mọi người cộng thêm một cây sắt này. Đấy, 10 mét sắt là mọi người chịu thêm mét sắt. Ví dụ như 100 mét thì mọi người sẽ cộng lên đấy, 100 mét dầm ấy. Đấy thì mọi người cộng thêm 10 cây sắt nữa để chúng ta nối vào các cái điểm nối nhá. Đấy. Và lúc lúc chúng ta mà cắt sắt thì chúng ta sẽ phải đi cắt từ cái dầm ngắn bù vào các dầm dài nhá. Đấy để tối ưu hóa cái sắt để chúng ta nối cho nó phù hợp nhé, chứ không phải là chúng ta cắt bừa nối bừa đâu, nó phải có công thức của nó. Đấy, anh em xem video thì thấy hay nhớ like đăng ký kênh ủng hộ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau.